và các bạn, hôm nay Mận sẽ cùng quý vị và các bạn làm món bánh Cheerio, một trong những món bánh mà được rất nhiều người yêu thích. Mà món bánh này nổi tiếng từ đất nước Tây Ban Nha. Nhưng cách hôm nay Mận làm theo một cách rất đơn giản và Mận nghĩ chắc rằng ai cũng có thể làm được và mình làm bất kể lúc nào mình thích. Thì trong tay Mận đây là hình thù của chiếc bánh sau khi mình làm xong. Chiếc bánh có thể rất là dài, cũng có thể rất là ngắn. Chiếc bánh mình có thể tạo thành rất là nhiều hình khác nhau, hình tròn, hình chữ, hình số, tùy theo cái mình thích. Độ 200ml nước, và mình sẽ cho khoảng 25g đường trắng, là khoảng 2 tablespoon đường trắng này. 1/2 thì nhỏ muối trắng, một chút muối trắng. Mình cho khoảng 30ml dầu ăn. Mình dùng dầu ăn cũng được, dùng bơ cũng được, mình thích dùng dầu ăn vì nó sẵn. Sau đó mình sẽ khuấy đều và mình để cho cái hỗn hợp này sôi thật sôi. Sẽ cho một muỗng bột mì, là khoảng 120g bột mì vào cái hỗn hợp nước của mình. Và mình đảo nhanh tay. Bếp mình để chế độ lửa nhỏ thôi. Thế hỗn hợp bột mì rất là dẻo như này. Mình sẽ tắt bếp đi nhá. Mình không đun nữa, mình tắt bếp đi. Sau đó mình sẽ đập trứng. Là 3 quả trứng gà. Trộn đều hỗn hợp trứng với bột đi. Sau khi mình cho 3 quả trứng đập vào, hỗn hợp nó quện này này rồi, mình lại cho lên bếp mình đun và mình bật chế độ lửa nhỏ để hỗn hợp bột và trứng nó rất là đặc sệt lại với nhau. Bột nó vón cục này không có vấn đề gì cả. Mình chốc nữa mình sợ mình đem đi rán là nó sẽ không bị ảnh hưởng này. Để bạn thấy cái hỗn hợp bột mình trộn thấy là đặc, nó dẻo như thế này. Có nghĩa là rồi mình sẽ tắt bếp đi. Sau đó mình sẽ cho hỗn hợp này ra để mình đi rán. Mình cho vào một cái túi. Có thể dùng cái túi zip giấy bóng, Ziploc hoặc là cái túi để làm bánh như này. Mình sẽ dặn bánh cho giờ ăn vào nồi. Cho cái đũa vào và thấy đầu đũa nó xì sủi ra bọt như này, có nghĩa là dầu ăn của mình đã được rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi cho bánh vào rán thôi. Một tay mình ấn mình đẩy, một tay mình sẽ dùng kéo mình cắt cái phần bột bánh. Tùy theo độ dài của bánh mà mình thích thì mình cắt. Bạn có thể làm các loại hình, mình có thể làm theo là hình dài, hoặc là mình sẽ để uốn hình thành dấu hỏi cũng được, hình chữ S cũng được. Làm mỗi lần là món bánh này rất là vui. Làm cái món bánh này ăn vặt rất là thích, đặc biệt là cuối tuần tụ tập xong rồi mình bạn bè đến ra mình làm ăn vặt rất là thích. Khi bánh chín vàng đều như này rồi mình sẽ gấp bánh ra. Và mình cứ làm như thế, gấp bánh ra để cái khay và mình tiếp tục dán thêm. Cho bánh ra và dán. Cắt. Bây giờ mình sẽ làm hỗn hợp đường và bột quế để mình lăn qua phần bánh bên ngoài. Bột quế mình sẽ dùng một thìa bột quế như thế này. Chọn 2 thìa đường trắng. Đảo đều cái hỗn hợp đường bột quế này. Mình cho bánh mình vừa dán ban đầu, mình sẽ cho vào mình lăn, lăn qua phần đường với bột quế. Sau khi mình đã dán xong vàng đều như thế này, mình sẽ lăn bánh qua một lớp đường và bột quế. Mình cứ thế lăn. Bánh này ăn cùng với lớp đường bột quế rất là ngon, rất là hấp dẫn. Trường hợp mà mình không thích đường với bột quế thì mình sẽ làm sô-cô-la vậy. Mình sẽ cho một ít sô-cô-la, dùng cái chocolate chip này. Mình sẽ cho một ít sữa nữa. Sau đó mình sẽ cho một ít sữa. Sau mình cho sô-cô-la và sữa vào lò vi sóng, mình lấy ra là sô-cô-la đã chảy như này rồi. Quấy đều, rất là nóng. Cái nước sốt sô-cô-la này sẽ rất là nhiều người thích đây. Ai cũng thích sô-cô-la. Cái bánh mà làm có hình thù các loại, hình dấu hỏi này, có thể là hình dấu mỏ móc này,
hình uốn cong xinh xinh này, cũng có thể là hình thẳng, dài, thẳng này, ngoằn nghèo này, các loại khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ đi nhúng với cái sốt sô-cô-la mình vừa làm xong. Ngon quá. Bánh bên ngoài thì giòn, bên trong thì xốp mềm mịn. Nhúng với nước sô-cô-la thì không còn gì bằng. Ăn thêm này nữa. Ngon vô cùng. Vậy là mình đã làm xong món bánh Cheerio. Mình chúc quý vị và các bạn thành công. Để nhận được những video tiếp theo, quý vị và các bạn đừng quên ấn nút subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.